mình sẽ bắt đầu tiết luyện từ vào câu ngày hôm nay bằng một trò chơi. Chúng mình có muốn tham gia chơi không? Không. Cô mời cả lớp nhìn lên bảng. Đọc cho cô thật to tên trò chơi ngày hôm nay. Trò chơi thủ tài nổi trước. Cảm ơn các con. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe cách chơi nhé. Trò chơi thử tài nối chữ. Cách chơi như sau. Trong bảng ma trận chữ cái có các từ chứa tiếng Bình. Người chơi nối các chữ cái để tìm những từ này. Người chơi có thể nối theo hàng dọc, hàng ngang hoặc theo đường chéo. Khi nối, chú ý không để nét bút đè lên chữ. Trò chơi được thực hiện theo hình thức tiếp sức. Người thứ nhất tìm được từ sẽ truyền bút cho người thứ hai, và cứ như vậy cho đến khi tìm hết các từ trong bảng ma trận chữ cái. Rồi, chúng mình đã hiểu cách chơi của trò chơi thử tài nối chữ chưa? Rồi. Đây chính là bảng ma trận chữ cái mà cô Hà đã chuẩn bị. Cô dành cho các con 10 giây để chúng mình cùng quan sát xem bạn nào tinh mắt cô sẽ mời lên chơi đầu tiên. Rất nhiều những cánh tay đã giơ lên. Cô mời bắt đầu từ tổ 1 nhé. Cô mời con nào? Hà Linh. Rồi mời con. Lúc mình có đọc được từ mà bạn đã tìm được không? Không. Từ gì đấy nhỉ? Từ nhà. Rồi, cần chơi nào tổ 3. Đọc to, từ bình luận. Tốt, tiếp tục nào. Bình luận. Tiếp tục. Từ gì? Bình xe. Từ gì con? Bình thường nhất là yên ổn, B bình thường nhất là
Cảm ơn các con. Vậy bây giờ chúng mình hãy vận dụng vốn từ vựng của mình này và kết hợp với tra từ điển. Các con hãy hoàn thành cho cô bài tập số 1 vào phiếu học tập. Cô mời các con bắt đầu làm việc. Xong chưa? Làm việc xong chưa? Cảm ơn các con. Cô mời đại diện hay bạn của một nhóm, các con sẽ lên gắn những thẻ từ vào các nhóm theo yêu cầu của bài tập 1. Cô mời nhóm của Hà Nhi nào. Đẩy cao lên. Cô mời con đọc cho cô kết quả của nhóm mình. Con thưa cô, nhóm con có các từ A có nghĩa là yên ổn, gồm các từ hòa bình, thanh bình, bình an và bình yên ạ. Con thưa cô, nhóm con tìm các từ mình có nghĩa là xem xét, xác định là bình xét, bình luận, bình phẩm và bình chọn ạ. Cảm ơn các con. Cô mời các nhóm khác nêu ý kiến nhận xét về bài làm của nhóm bạn. Cô mời Tuấn Phong nào. Con thưa cô, là bài làm của nhóm bạn đúng rồi ạ. À rồi, nhóm con có xếp như vậy không? Có ạ. Ừ. Và cô cũng đồng ý với kết quả. Mình có nghĩa là gì mà con lại xếp vào nhóm mình có nghĩa là yên ổn, mình có nghĩa là gì? Cô Phượng Hoàng Sơn Thái Đức Huy. Mình có nghĩa là gì mà con lại xếp vào nhóm mình có nghĩa là yên ổn? Cô mời con. Con thưa cô, con xếp từ thanh bình vào nhóm bình có nghĩa là yên ổn, bởi vì thanh bình có nghĩa là yên ổn, yên vui trong cảnh hòa bình, thường chỉ về đời sống chung ạ. Cô cảm ơn con. Rất tốt. Tiếp theo cô muốn lớp mình xem một đoạn clip về một trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam và cô Phượng Hoàng Sơn Thái Đức Huy. Cô Phượng. Ba rồi. Tỷ số đã là 2-0. Mình có thể dùng từ nào trong 8 từ này để nói về đoạn clip? Cô mời con. À, cảm ơn các con. À, trong đoạn clip chúng ta đã thấy chú bình luận viên Quang Huy đã đưa ra những nhận định này, phân tích về tình hình của đội tuyển, và cái từ thích hợp ở đây chúng chính là từ bình luận. Cảm ơn các con. Tiếp theo này, vào cuối mỗi tuần lớp chúng ta thường làm một việc để bầu ra một bạn xuất sắc nhất để cô trao thưởng. Theo các con, cái việc mà chúng mình làm đấy thì sẽ hợp với từ nào trong 8 từ ở trên bảng? Cô mời con. Con thưa cô, theo con, từ hợp nhất là từ mình chọn ạ. Cảm ơn con. Có ai có ý kiến khác không? Cô mời con. Thưa cô, con theo con, từ hợp là từ bình xét ạ. Bình chọn, bình xét. Cả hai từ cô thấy đều rất là hợp lý, bởi vì hai cái từ đó đều có nghĩa là lựa chọn ra những bạn xuất sắc nhất để cho chúng ta khen thưởng. Như vậy là qua bài tập số 1, cô thấy là các con đã xếp được đúng các từ vào hai nhóm và chúng ta đã hiểu được nghĩa của các từ. Bây giờ hiểu nghĩa của các từ rồi, chúng mình sẽ sử dụng như thế nào vào từng trường hợp cụ thể cho phù hợp, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài tập số 2. Cô mời Lâm. Con đọc lại bài. Tìm từ thích hợp ở bài tập 1, điện thay cho bông hoa. Một bạn đọc lại cho cô các từ ở bài tập 1. Cô mời Hà Linh. Con thưa cô, các từ có ở bài tập 1 là hòa bình, thanh bình, bình an, bình yên, bình xét, bình luận, bình phẩm và bình chọn ạ. Cảm ơn con. Vậy bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ này, xem từ nào thích hợp để điền vào bài tập số 2 thì chúng ta sẽ lựa chọn để điền từ đó nhé. Và để làm bài tập này, chúng mình sẽ thực hiện cho cô nhóm hai bàn vào phiếu. Cô mời các con bắt đầu làm việc. Rất nhiều nhóm đã xong. Rất tốt. Cô mời đại diện một nhóm, các con sẽ lên chọn những từ mà cô đã chuẩn bị ở bài tập số 1. Các con gắn vào thay thế bông hoa theo như kết quả mà nhóm mình đã thảo luận nhé. Cô mời nhóm của Tuấn Phong nào.
Cảm ơn con. Cô mời nhóm con đọc cho cô. Cô, câu của nhóm con là ai cũng mong ước có một cuộc sống bình an. Chim bồ câu là loài chim tượng trưng cho hòa bình, làng quê Việt Nam đẹp và bình yên ạ. Cô cảm ơn nhóm con. Cho cô biết này, nhóm bạn đã lựa chọn những từ nào để thay thế cho bông hoa? Cô mời Hà Linh. Con là con, các bạn đã lựa chọn những từ để thay thế cho bông hoa là Việt Nam, hòa bình và bình yên ạ. Cô cảm ơn con. Vậy các từ này theo các con đã phù hợp chưa? Nào, cô mời bạn Duy. Con thưa cô, các từ của các bạn trả lời phù hợp rồi ạ. À, các bạn xếp phù hợp rồi đúng không? Cảm ơn con. Nào, chúng mình nhìn cho cô lên bảng nào. Với câu A, có nhóm nào lựa chọn từ khác để thay cho bông hoa không? Cô mời nhóm của Linh. Con đọc câu văn của mình lên. Bạn chọn từ bình yên, có nhóm nào chọn từ khác không? Cô mời nhóm của bạn Hà Linh. Con đọc câu của mình lên nào. Con mong cô, câu của chúng con là ai cũng mong ước có một cuộc sống thanh bình. Còn nhóm nào chọn từ khác nữa không nào? Cô mời bạn Bình nào. À, như vậy là bạn ở câu C. Bạn đã có lựa chọn từ thanh bình. Con đọc câu của con. Chim bồ câu là loài chim tượng trưng cho hòa bình. Một tràng vào tay dành cho Nam đẹp và thanh bình này, bình yên, cô nhất trí. Vậy nếu như bây giờ cô chọn từ bình an để cô điền vào làng quê Việt Nam đẹp và bình an, theo các con có phù hợp không? Và vì sao? Cô mời bạn Khuê nào. Cô, lý do con chọn từ bình an để điền vào câu C thì bình an chỉ dùng cho một người thôi ạ. À, bình an chỉ dùng cho một người, ai có ý kiến khác nào? Cô mời Tú An nào. À, chỉ về đời sống của một người nào đấy, con có thể nói cụ thể hơn xem nào. Con thưa cô, chỉ về đời sống của một người nào đấy, ví dụ như là mọi người hãy chúc nhau bình an, chứ không nói là làng quê hay là một cảnh vật nào đó bình an ạ. À rồi, cô cảm ơn con. Ở đây các con thấy là từ bình an và từ bình yên cùng nghĩa với nhau. Thế nhưng theo thói quen sử dụng từ ngữ của chúng ta ấy, thì từ bình an như bạn phân tích rất đúng, đó là chúng ta thường thấy trong những câu chúc nhau bình an mạnh khỏe trong những dịp lễ Tết. Và từ bình an này dùng ở đây thì không sai, nhưng mà người ta sẽ ít dùng cho cảnh vật. Và với cảnh vật thì người ta hay dùng từ bình yên và thanh bình. Sau đây cô mời các con hãy cùng cảm nhận sự yên ả, bình yên, thanh bình của làng quê Việt Nam qua clip sau. Để biểu thị cùng một ý nghĩa, chúng ta có thể sử dụng nhiều từ khác nhau, nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Điều mà cô muốn các con cần ghi nhớ. Cô mời đọc giúp cho cô Hà Nhi nào. Con thưa cô, để biểu đạt cùng một ý nghĩa, có thể dùng nhiều từ ngữ khác nhau, cần dùng từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh sử dụng ạ. Cô cảm ơn con. Bây giờ cô mời các con tiếp tục quan sát một bức tranh. Bức tranh này cũng nói về cảnh vật của làng quê đấy. Và cho cô biết là con nhìn thấy những con vật nào ở trong tranh. Cô mời Hà Linh. Con thưa cô, trong bức tranh này con nhìn thấy các con vật là con én và con chim. Có con chim én. Ở trong bức tranh này chúng ta nhìn thấy đàn én và con nhé. Ở đây chúng ta cũng thấy những nốt nhạc. Và để biết xem đó là âm thanh gì, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng gì nhé. Rất nhiều bạn đã biết rồi. Cô mời Nhi nào. Con thưa cô, tiếng này là tiếng
con bé sầu. Cô cảm ơn con. Các con ạ, chim én này, chú hé con này và ve sầu là những con vật rất quen thuộc trong cuộc sống. Và để miêu tả những con vật này, cô có 3 câu văn sau. Nhưng mỗi một câu văn của cô đều bị khuyết một từ. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Cô mời một bạn đọc cho cô yêu cầu của bài tập số 2. Cô mời bạn Bảo Lâm nào. Các từ này. Sau đó, các con có thể trao đổi với các bạn cùng bàn để nói xem là mình lựa chọn từ nào và vì sao mình lựa chọn từ đó nhé. Cô mời các con trao đổi với các bạn cùng bàn trong một phút nào. Con đều lựa chọn đáp án C. Cô mời con nào. Con đọc cho cô câu văn của mình. Con đưa cô câu văn của con là đàn én trao hiệu giữa trời xanh ạ. Cô cảm ơn con. Trong lớp mình cô đều thấy có sự thống nhất rất cao. Ở câu A này chúng mình đều lựa chọn đáp án C. Cho cô biết là vì sao mà con lại con dùng từ trao liệm mà không dùng từ bay hoặc từ lượn. Con thưa cô, vì con cảm thấy rằng từ trao liệm có cảm nhận của từ bay và từ lượn. Nó còn mô tả được đặc trưng của con én ạ. À, đặc trưng của con én à. Rồi cô cảm ơn con, giỏi quá. Tiếp tục nào, cô muốn nghe ý giải thích của bạn này. Thưa cô, con chọn từ trao liệm vì từ trao liệm mang nghĩa cả hai từ bay và lượn. Và nó còn gợi cả cho con là con én nó lượn và nó không kiểu là sao cảm ra bay. Cô hiểu ý của con rồi, đó là gì ạ? Từ trao liệm này giúp chúng ta hình dung ra được cái đặc trưng bay của loài én, đó là gì ạ? À, chúng ta còn hình dung ra được là loài én nghiêng cánh và bay lượn vòng, đúng không? Và cô thấy rằng là từ trao liệm là từ hay hơn cả so với từ bay và từ lượn. Chúng mình hình dung rõ hơn từ trao liệm chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu B nào. Các thẻ từ đâu? Các thẻ số đâu rồi? Nào, đáp án giơ lên. Cô xem là lớp mình chọn những phương án nào nào. Có B này. Có A này, bạn Nam chọn A đúng không? À, B. Cô thấy là hơi phân vân giữa hai đáp án rồi. Có A và có C và có B. Cô cảm ơn các con. Mời các con hạ xuống nào. Cô mời bạn Ngọc Linh nào. Con chọn đáp án nào đấy? Con đưa cô, con chọn đáp án B. Câu của con là ve sầu ca hát trên cành phượng vĩ để đón chào mùa hè. Nhưng bạn chọn phương án C đâu nhỉ? Cô mời bạn Minh nào. Cô cảm ơn con. Như vậy ở lớp mình cô thấy có hai phương án. Một là chọn từ ca hát, hai là chọn từ kêu rang. Bây giờ cô muốn hỏi này, vì sao mà con chọn từ ca hát để điền vào thay thế cho bông hoa? Cô mời con. Con thưa cô, con chọn từ ca hát trong trường hợp này vì con thấy trên bầu phượng thì có những nốt nhạc bay lên ạ. Điều này con nên tưởng đến những chú ve sầu đang hát một bản nhạc mùa hè ạ. Rất tốt, tiếp tục nào, cô muốn nghe một ý kiến nữa. Cô mời Tú An. Thưa cô, con chọn từ ca hát bởi vì con thấy những nốt nhạc bay lên từ bầu phượng và con thấy ve sầu như sự tiên hóa lên từ một người ca sĩ đang hát những bản nhạc của mùa hè ạ. Giỏi quá đúng không? Các con thấy sự lý giải của bạn có hợp lý không? Thế còn từ kêu rang nào, cô muốn nghe một ý kiến của các bạn chọn từ kêu rang. Cô mời Bình nào. Cô mời con nào. À, cho nên là con chọn từ. À, rồi cô cảm ơn con. Các từ, hai từ mà các bạn chọn đều rất là hợp lý. Thế nhưng ở trong trường hợp này thì cô thích từ ca hát hơn. Bởi vì các con quan sát này, ở trên vòng phượng này chúng ta thấy những nốt nhạc bay lên. Và điều đó thể hiện rằng là tiếng ve của, tiếng kêu của những chú ve nó lúc trầm, lúc bổng như là những bản nhạc rất là hay. Và cô cũng thấy là từ ca hát các bạn lý giải rất là hay. Vậy chúng ta chọn từ ca hát. Mời các bạn đọc lại cho cô câu văn ở trên bảng. Cô mời Hà Linh. Con mời cô, con đọc lại câu văn ở trên bảng. Ve sầu ca hát trên những cảnh phượng vĩ để chào đón mùa hè. Cảm ơn con. Chúng ta chuẩn bị để đến với câu số 3. Nào, câu số 3, bắt đầu. Cô thấy có lớp mình có bạn chọn đáp án A, phần lớn là đáp án A. Có bạn Chi. Một sự suy luận rất là lớn này, hai từ đều rất hợp lý. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô thấy là đừng nhấm nhá.
hay hơn cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó cho chúng ta thấy rằng chú bé con đang thưởng thức món ăn một cách thích thú, thưởng thức ăn những ngọn cỏ một cách rất là thích thú. Và bây giờ chúng mình cùng xem những hình ảnh minh họa cho điều đó nhé. Các con ạ, trong mỗi câu văn các con lựa chọn 3 đáp án đều đúng. Tuy nhiên cô và phần đông các bạn trong lớp đều lựa chọn từ trang miệng, từ ca hát và từ nhấm nháp, giúp cho chúng ta thấy được đặc trưng bay của loài én. Còn từ ca hát và từ nhấm nháp giúp cho các sự vật như con ve sầu và chú mèo con được nhân hóa lên, làm cho câu văn sinh động, đúng không nào? Bây giờ cô mời một bạn đọc lại giúp cô 3 câu văn ở trên bảng. Cô mời Hà Nhi. Và nếu chúng ta đã ghi nhớ được những điều này rồi, chúng ta sẽ làm bài tập số 4 rất là tốt đấy. Cô mời một bạn đọc lại cho cô ghi nhớ. Cô mời ghi nào. Con thưa cô, để biểu đạt cùng một ý nghĩa, có thể dùng nhiều từ ngữ khác nhau. Cần dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thành sự dùng. Muốn cho công văn được sinh động, cần lựa chọn những từ ngữ độc đáo ạ. Cảm ơn con. Và khi chúng ta đã ghi nhớ được những điều này rồi, chắc chắn chúng ta sẽ làm bài tập số 4 rất là tốt. Bây giờ cô mời một bạn đọc giúp cô yêu cầu của bài tập số 4 nào. Cô mời bạn Tú An ạ. Cô để bài số 4 yêu cầu tìm từ ngữ phù hợp thay cho công ra để cô văn tạo được ấn tượng với người đọc ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Cho cô biết câu văn tạo được ấn tượng với người đọc theo con là những câu văn như thế nào. Cô mời bạn Châu nào. Cô câu văn sinh động cô cảm ơn con. Một ý kiến nữa nào. Là cô mời bạn Hà Linh. Con thưa cô, những câu văn tạo ấn tượng với người đọc và sử dụng những từ ngữ độc đáo, sinh động và dùng những biện pháp minh họa hoặc so sánh. Đúng rồi, cô bổ sung thêm đúng không? Đó là câu văn đấy còn sử dụng những từ mà đưa được cái cảm xúc riêng của người viết. Cho cô biết này, các con đọc gầm các câu văn ở trên bảng và cho cô biết là các câu văn này có nhắc đến những sự vật nào. Cô mời bạn Minh Ngọc. Câu văn A có những sự vật nào? À, giọt sương, kiến lá. Rồi, tiếp tục nào. Cô cảm ơn con. Và để giúp các con tìm được những từ ngữ phù hợp, cô có một số hình ảnh gợi ý sau. Các con cùng quan sát. Hình ảnh giọt sương, những hình ảnh về trăng và sao. Và đây là những hình ảnh về nắng chiếu trên cánh đồng. Các con hãy dựa vào những hình ảnh gợi ý cùng với vốn hiểu biết của mình, chọn lựa các từ ngữ hoàn thiện các câu văn trong bài tập số 4. Chúng mình sẽ làm việc cá nhân. Ở câu A, các con sẽ viết những từ ngữ ở câu A vào thẻ xanh. Viết những từ ngữ còn thiếu ở câu B vào thẻ hồng. Và viết những từ ngữ ở câu C vào thẻ vàng. Các con đã nắm được chưa nào? Cô mời các con bắt đầu làm việc. Được vào trong các câu văn ở bài tập số 4 có hợp lý không? Cô mời bạn Bình.
À, theo con là có phù hợp đúng không? Rồi, các con nhìn lên bảng với câu A nè. Với câu A, ngoài từ long lanh mà bạn Tú An tìm được, lớp mình còn tìm được thứ từ nào khác không? Mời các con giơ thẻ để con kiểm tra. Con thấy bạn Tuấn Phong có một từ rất hay, mời Tuấn Phong lên điền cho con nào. Tiếp tục cô nhìn thấy bạn là Hà Linh, mời con. Nào Tuấn Phong lên trên này, các con giơ thẻ bộ. Con đọc cho cô câu của con nào. Cô câu của con là sư tròn vẩy trên thuyền lá. Tốt lắm, tiếp tục nào. Con đọc cô câu của con là giọt sương nằm ngủ trên thuyền lá. Cô cảm thấy có nhiều từ rất hay nữa nào. Cô mời bạn Phú Non nào. Cô mời bạn Gia Khánh nào. Con đọc cho cô câu của mình nào. Tốt lắm, tiếp tục. Con là giọt sương nằm im trên phiến lá. Cô xem nào, còn một bạn nào từ nào khác. Tôi rồi, cô mời Kha nào. Kha có một từ rất hay. Con cảm ơn, con cảm ơn cho cô câu của mình. Cô cảm ơn các con, và ở phía dưới cô cũng thấy là có một số từ ngữ của các bạn tìm cũng rất là hay, vì lát nữa chúng mình sẽ cùng bàn về những cái từ đó sau nhé. Bây giờ các con nhìn lên trên bảng cho cô biết vì sao con lại liên tưởng là giọt sương trườn tỉnh trên phiến lá. Cô mời bạn Phong, Phong tìm từ bằng tỉnh đúng không? Rồi cô cảm ơn cô, đang đứng lên cô giải thích cho cô vì sao mà con lại liên tưởng là giọt sương trườn tỉnh trên phiến lá. À rồi, cô hiểu ý của con rồi. Nào, ai cũng có từ tròn tỉnh đúng không ạ? Có thể giải thích cho cô vì sao con lại liên tưởng là giọt sương tròn tỉnh trên phiến lá. Nào, cô mời Bình. À, ở đây gì nhỉ? Sau một đêm, giọt sương được, với từ tròn tỉnh này này, giọt sương được biến hóa như một con người. Sau một đêm nằm ngủ, thì khi những tia nắng ban mai chiếu xuống, giọt sương như tròn tỉnh ra để chuẩn bị bắt đầu một công việc mới. Giống như là những cô cậu học sinh chúng mình ấy, sau một buổi sáng chúng ta tròn tỉnh dậy để chúng ta bắt đầu công việc là đi học của mình ấy, đúng không nào? Thì cô thích, cô cũng rất thích từ tròn tỉnh. Nào, cô mời bạn Tú An cho cô biết vì sao mà con chọn từ long lanh. Cô à, rồi đúng rồi, rất tốt, đúng rồi, sự liên tưởng của con rất thú vị và rất là hợp lý đấy. Cô cũng đồng ý với từ long lanh là một từ rất là phù hợp và rất là hay trong tình huống này. Rồi cảm ơn các con. Với từ cô B, trăng tâm sự với những vì sao. Chúng ta còn từ nào nữa nào? Cô mời bạn Bình nào. Rồi, con đọc đi. Cô tìm những trò chuyện. Con đọc cho cô nào. Những vì sao đêm. Hóa, giúp cho trăng được nhân hóa lên. Trăng và sao thân thiết như những người bạn. Đúng không nào? Và cô hoàn toàn đồng ý với từ các con đã tìm được. Chúng ta đến với câu C. Nắng ban mai. Thường này. Thường, khi nhắc đến bằng nắng ban mai thì người ta hay nghĩ đến những động từ như là chiếu này, như là tỏa này. Nhưng ở đây cô thấy lớp mình đã tìm được rất nhiều từ hay, trong đó có từ đan của bạn Tú An. Cô mời bạn Ngọc Linh nào. Cô mời bạn Hà Linh nào. Là con đọc câu sơ của mình. Con đưa cô câu của con là nắng ban mai để con ngồi xuống tơ vàng áo trên cánh đồng. Tốt lắm, tiếp tục mời bạn Hà Linh. Con đưa cô câu của con là nắng ban mai và áo trên cánh đồng ạ. À rồi, cô mời bạn mời bạn con tìm được từ gì đây? Cô tìm được nhảm. Rồi, cô cảm là nhảm ban mai, nhảm lụa tơ và áo trên cánh đồng. Rồi, tốt lắm. Cảm ơn các con. Và còn rất nhiều từ nữa, cô nhìn thấy cũng với như từ chiếu, từ trải. Bạn nào tìm được từ dệt nhỉ?
Cô mời con ạ, con giải thích cho cô vì sao con liên tưởng là nắng ban mai đang về cô đơn ạ? Thưa cô, con liên tưởng đến từ trời vì con thấy từ trời giống như nắng ban mai được nhân hóa lên như những người nghệ sĩ đang dần đua mưa và ắng trên cánh đồng ạ. À, những người nghệ sĩ nhỉ? Ai có thể dùng cho cô từ chính xác hơn ạ? Cô mời con. Giỏi lắm, đúng rồi. Con chú ý nhé. À, ở đây từ dệt này đã làm cho ánh nắng ban mai được nhân hóa như những nghệ nhân đang dệt những lụa tơ vàng óng trên cánh đồng, đúng không? Vậy cho cô biết là trong bài học về hôm nay chúng mình ghi nhớ được những điều gì? Cô mời bạn Tuấn Phong. Sau bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các con về nhà sẽ chú ý quan sát những sự vật quanh mình, bởi vì những từ ngữ mà các con tìm được trong quá trình quan sát sẽ giúp các con có những câu văn hay và giúp chúng ta sẽ sử dụng những cái từ ngữ đó trong những tình huống cụ thể trong một cách hợp lý. Và các con ạ, tiếng Việt của chúng ta rất là trong sáng, rất là đẹp. Cô và các con cùng có nhiệm vụ là giữ gìn